Tên sao tên bầu? Trời ơi! Đu. Vậy về ta dừng lưới lại đi. Mẹ để. Chưa có mò. Sao mình? Mới. Đây con. Ê con gì? Con gì vậy ba chị ba? Sao bà không văng lưới đi? Kìa, chụp chứ ba. Có rô nữa kìa. Trời, cái gì vậy? Con. Ê, rồi. Nó rô cái lóc qua đằng con, nó chạy lại đây nè. Trời ơi, ơi. Này nắng ghê ha. Nắng này nay đi ngồi hay lại. Hello, xin chào quý khán giả của kênh Cá Biển Miền Tây. Hôm nay nay mình đi bắt cá cạn. Chị ba nói là nước cạn rồi, không phải nó cạn là do là tông rọc. Thì cái gì? Thì cái gì cái nước đó, đầy á thì nó ngập, còn giờ mùa nắng này nó khô. Nó khô nữa. Thì đi bắt cá cạn thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho quý vị coi nha, cái mương vậy nè. Chị ba nói á, giờ chị ba sẽ lùa cá về dưới. Lội ngược. Đó, đây nè. Nó cạn vậy nè. Lội, cái cá nó dồn lên trên. Cá dồn về hướng dưới phải không? Ừ. Đi, cho nó dồn lại. Nó đi ngược á. Tôi cũng đi xuống rồi tôi bắt coi. Mình đi cái nó đi ngược lên đó đi rồi tát. Này có ốc nè. Ốc bu. Đu, dữ dằn chèn. Nè vậy nè. Rồi. Có cá không? Nó sẽ chạy ngược có chứ. Nè có cua nữa đó nha. Rồi vậy nó nằm trong nó, nếu mà cá nằm sát sao mình bắt? Thì bây giờ mình đi nè, mình đi cho nó dồn ngược lên đó đó. Dồn không? Dồn. Trời ơi, người ta kinh nghiệm mà. Nè. Mình có đi vậy là cá nó sẽ dồn thôi. Trời ơi, ta chuyên gia mà, đâu có thể nào mà tát nguyên cái mương. Này có điện của mình tát mình chích được ha. Đó, vậy nè, rồi mình đắp ngay đây. Trời ơi. Ê, cái sạc kìa. Sao? Rồi. Lỗ xuống. Nó văng rồi. Đây, bây giờ mình đắp... Đắp đê. Đắp đê tát cho bà ba coi nè. Hả? Tát bắt cá cho bà thấy. Này có cá. Có chứ. Tát đó hả? Trời ơi, hai cái xô. Tát hai cái, cái tát, cái bắt cá. Không ít cũng nhiều hả? Ấp quá ấp. Đó, đồ, lấy cái xô nè. Đấy. Wow. Mày bể bờ. Bại vô, mày trắng hơn mé. Kìa, biết sao không? Nước chả không kịp á chị ba. Coi kìa. Nó cản rong lại. Ủa kha đây bắt thường đấy hả? Mùa nào khô cũng bắt á. Trời đất ơi, cái gì vậy chị Diệu? Ủa đây có rô vô được luôn hả? Có chứ. Ngoài kinh cạn không bà ba? Trời ơi, cá bự như vậy. Ê, cá kìa. Hỏi bà ngoài kinh cạn không? Bà ba, ngoài kinh cạn không? Đu má ốc mà. Ôi, ê, cá rô. Kìa. Để tao đắt cho. Ê, kìa. Trời ơi, ui. Gì hả? Cá là cá giống. Đâu? Kìa, yeah, mình xin đây. Đâu rồi, cái xô đâu rồi? Mày đi lấy cái xô kia đi. Kìa. Nữa. Ôi.
mình bị đổ con cá tao à. Đâu? Ê con cá lóc đây nè chị má. Có không? Đừng. Đừng có quần nghe, để nó đi. Đây đây, cá lóc rồi. Bắt cạn vậy bắt. Kìa. Mày giang cái dẻo. Ăn cá đó là bác không mệt. Không có cá đó là chửi tao nhau đây à. Trời ơi, con kia cá xuống. Mày mày. Mày đùa xin nó sẽ trời chảy bùng xuống ngay cái rổ nước nó không có ra. U cá rô. Vậy là hôm qua bà đã giăng lưới mà kính hả? Ừ. Đồ dữ vậy. Ngon ha, đúng rồi. Chị Diệu dẹt cái đám rau muống nó lên, chị Diệu cho nó chảy xuống. Chị Diệu mua lưới hả? Đúng rồi, để yên tâm ngàn mua đồ ăn khỏi mua lưới. Biết được con bữa xây, là xây, sao? Xây, xây, xây cái gỗ gì vậy? Mày đi nè, đó, đó nó chạy kìa. Đù má. Quèn. Má chết mẹ rồi, cá nhỏ cá lớn gì ta bắt hết quá. Có bạn về ba ơi. Ê, tụi mày về ấy à, đù. Chị á. Kỳ ghê vậy. Người ta tắt nguồn. Tắt nguồn mà làm gì mà đứng trên bờ đấy đất tán tạc. Trời ơi. Thấy mương cạn á thì tát đại. Trời ơi. Hả? Không biết nữa. Lùa lùa nãy giờ nè. Có. Rồi cạn rồi Diệu ơi. Kìa có cái rô nè. Mày lên mày bắt đi rồi nước gọt xuống tao tao á. Bắt ở dưới bắt lên đi. Vậy à. Bắt trên đó bắt xuống chứ bắt ốc luôn nha. Để thêm. Thụ ốc nhóc luôn. Sao? Ốc luôn má. Đây nè, xách cái xô theo nha chứ không phải thằng Ti nha. Rồi, chị Diệu ở đó đón nha. Rồi dắt dắt nó đi. Kệ nó. Ê, ốc pháp mình vô mình lấy cái này mình kho. Kho xả cơ. Đù. Ta nấu chín rồi á. Vô nấu cơm ăn liền. Trời ơi. Vậy chứ ở mương cạn làm gì có lòng tông nhiều bằng ở mương vườn. Đây kìa kìa kìa. Ôi ôi cá rô cá lóc. Tấm nan ai luyện đây hả? Cá lóc cá lóc. Tên sao tên bầu. Ôi ơi. Nó thấy rồi hai cái lưng con nữa không con nữa. Ôi vậy giờ chắc cái rô của mình ra bầu ơi. Cái chị nuôi hẳn hả? Đây nè nè. Đù. Vậy. Ừ, nhích. Ôi vậy là cắn mình ra không có tay. Vậy về người ta dừng lưới lại đi mẹ để. Dạ, bà mò bà có cười không? Mình sao chưa có mò sao mình mới đây con nè. Ê con gì con gì chứ ba chị ba luôn đó con nè không sao bà không giăng lưới đi kìa kìa chụp chứ ba có rô nữa kìa. Trời cái gì vậy? Con. Ê, rồi. Nó rồ con cá lóc qua đằng kia nó xảy nó chạy lại đây nè. Trời ơi, ơi. Cá lóc để đâu? Đã trong xô rồi. Không có lóc của bả kìa. Đây 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 con. Con gì coi. Mẹ rồi có cá
thường mì ăn không? Không, coi coi cái đốc nước hết rồi của cái rô á. Bé vô nó thì chui rồi. Con nào bự nhất là của con bầu đó ra đó. Má nó còn nguyên. Không, thật cho đó mấy tôi đưa mặn trong cái nói chuyện của té bò luôn. Nó vậy nó ngủ. Đây, đây, đây. Ê, gì? Chuối. Cái gì chuối? Cá lóc hả? Cá rô chuối thiệt luôn. Quay cái mặt bên đây mà qua bên kia có ai đâu mà thấy. Nè. Đưa ra kéo. Ra. Ừ. Kéo. Kéo ra. Đưa. Quá cá rô nè, của tôi á. Sao không để con nó bãi này mai con có con nó ra đây nó đẻ nhiều sinh sản ra nhiều. Ê, đừng làm giận đây con. Trời ơi, đâu? Chị ba kéo ra coi, vàng không? Ôi, cá lu này, cá rô nuôi. Mày à, cá gì cá nuôi, cá này là cá đồng nè. Cá thiên nhiên nè. Đâu ra coi. Nè, cá này là cá thiên nhiên nè. Còn cá nuôi là nó mập lù, nó thù nụ, có khúc hà. Không, giống như cầm lên. Nước cạn nó không có ăn được, thành ra nó ốm dài. Đâu coi coi, ốm đâu. Đâu, cái đầu, ủa đầu chà bá vậy? Đi bởi vậy. Chị cầm cá, cái đầu. Nó nhảy, em nó gai nó đâm. Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Nè, mình cũng bắt được nữa nè. Giữ chưa? Nè. Cái gì vậy chứ ba? Ủa có động hay gì á? Thiệt cá. Cái động hay gì? Em hỏi cái động. Cái động cá. Cái động ấy. Động gì nữa cha? Chị vậy chị, ai kêu chị kìa? Ủa bà ba, ủa bà tới. Gì? À, con mẹ có hư con cổ không bà? Né né đi đỡ đi, ta đang mê mà. Mê cá mê cỏ đâu? Mê cá. Bữa lần ta đi bắt thôi vậy á. Ai bắt trước. Trời ơi kìa kìa nó lắc vậy. Không chứ mà nó cá có đuôi nhiều. Ơ sao nhỏ xíu à? Ừ, nó dài nó đang ăn. Đúng là con gà nó ăn á, ta nó bị ớt của bà. Biết con cá đực. Mà xảy xuống đây là đâu có cho nó ăn được, phải nhà là cho nó ăn. Còn cá đực nó uống thù lu. Cá đực nó ớt. Ớt mà dài quá vậy. Mùa còn cá đói. Đi chợ đó, cái mùa cá đói mà cái mùa có. Nghe chưa? Đây là cái còn cá mà nó dài. Ốm nó dài con. Nghe gì chưa? Nghe thương chị. Ốm mà dài con, nó ốm nó dài không phải hả? Thì con nó ốm nó dài là được. À, còn mà nó mặt nó tròn là nè. Là cái á. Mấy con cá là một cái. Ồ, nó thiệt chứ bố. Nên bởi vậy không biết mình đi chợ mình thấy cá đấu dài. Tép này là kêu tép rong ha, tép chấu ha, tép mồng. Tép gì chị ba? Tép dưa. Không, cái này là tép mồng. Không, con này là con tép gì bà ba? Bà ba, con tép này kêu bằng tép gì? Tép chấu hả? Ờ, lấy kẹo gõ đầu chị ba. Cái miếng dây. Nè, con tép ba lớn vậy ta còn thấy đường mà thấy không? Dòm lại, em dòm lại á. Tôi làm kế của tôi là nó sẽ lên đây hết. Đó đó. Cá rô có đó. Không, nói chung là tao tính hồi ngọn qua. Chị á, chị nuôi ý chị, dạ. Ngọn qua ta tính ta đi mò, mà cái lưng không muốn được. Chị rộng mà chị không biết đậy nắp lại, chị hư quá mà chị còn nói nữa. Bởi. Bởi vậy mới nói. Mà nhà chị ở đâu? Rồi mà nuôi ao đâu mà nó sạc tới đây vậy? Không. Rồi nó lóc lại đây. Tới lần này nó đẻ ra nhóc luôn không biết. Với bà đi chợ về ngang cái bảo bà đụng túi mũ á. Tôi nói vụ túi mũ tôi nói xin từ hôm đó ta không chở tôi đi chợ. Môn quá thì 30.000 một ký. Môn nữa cà môn nữa cà. Môn. Bên môn bên lại. Môn 30.000 một ký. Tôi lên tôi thấy môn nở nó bán gì có 20.000 một ký, tôi quất 2 ký. Về chắc đụng vô chiếc xe ổn chạy tôi chắc đụng vô về bò có 2-3 con. Ổn chửi ổn hư. Còn nó lóc vậy nè, má con về đấy, nhà lấy cá còn có thể hàm.
2 ký nhà không có ai mua 2 ký môn đi đánh vô đâu mấy trăm chứ. Không mà môn ăn không bà bãi ơi, môn gà môn lùn mà ăn không. Mông lạc, mông lùi hả? Mông lù, mông nào cũng ngon á. Lù. À là bị hiểu rồi. Chị Diệu bắt được con người ta rô hả? Ý con cá gì vậy? Mày dính hay gì vậy? Cá gì? Cá gồng. Là cá gì? Cá gồng. Đù. Cá hồi mẹ hồi sao mẹ. Đâu? Ớt nè. Trời ạ. Cá mẹ hồi ở ngoài kinh. Chị Diệu làm gì chị bươi bươi vậy chị Diệu? Diệu má Diệu. Diệu. Diệu làm gì? Diệu làm gì cá rô đây mà nó làm gì ta? Trời ơi. Cái gì vậy ta? Dạ. Tấm đan đến nặng với mẹ con gì chui vô nổi. Con chui không nổi đừng nói con gì. Hôm đó ông dằn mấy cái cây á, cái nó trời xuống má lại trời. Đợi khô xương ra. Lên đi. No xương. Ồ cá rô nãy cạn nó đi thế ghê lóc bằng hai cái mang ha. Ủa về hả chị? Ở chơi chị. Ê lại uống nước trà. Là uống nước trà chị. Chị Ba. Chị Ba. Đem dẹp gì cỏ đi rồi lại chơi. Nha. Nhậu kìa. Chơi à, đủ má nào không chơi. Nào không chơi 4 giờ. Gì? Giờ hái ra muốn nó chua ha. Rồi hết rồi chị ơi. Chắc chưa? Chắc rồi đó. Còn không thấy nó quận cái đường nào hả? Rồi đi vô rửa. Đừng hồi nó chết hết. Bùng lên mang nó hết. Nó lên mang là chết hả? Ừ. Đâu út để bùng lên mang thôi chưa được 10. Để nó cá. Tôi vừa cũng chết đúng không chứ cá hả? Trời ơi còn chọt cái gì nữa? Hồi lượt mương giờ nè. Tôi kia có con cá lóc nè. Kìa, nó... bà ba kìa. Lóc. Trời đất ơi, ta đây cũng ham vui ra câu bắt cá rồi ha. Rồi sao đi trước đi để tôi lên cái là nguyên. Lên hết rồi. Nguyên một cái làng bùng á. Nè thấy không? Dư bữa chợ không bãi. Dư. Ê còn mương này nè chị Ba. Tắt không? Thôi mương này tắt không nổi đâu. Này hả? Quay cái máy bơm em coi. Gì? Kệ cái tài ơi. Quay clip phát được tiếp mà. Mắc gì? Trời. Ở dân chơi mà mét gì không? Dân chơi sợ mưa rơi. Ừ. Đúng rồi câu đó chính xác. Đây mình chơi mình mần hả? Wow. Thì nó chết tôi chết luôn. Rồi chết ngắt rồi. Đụng. Mày nhận đầu á hay sao chứ? Chưa Út chị Dự thấy không? Đụng vậy không mò sao không bắt. Cái mương này cá gì đụng thôi chắc rồi. Đây nè chị ơi rửa đi chị. Nó lóc kìa. Con cá thê vậy chứ thua con cá rô. Cá rô là mạnh nhất. Sông dài hả? Ừ. Cá rô giờ bỏ đất ruộng khô chứ nó nằm mà ẩm ẩm mà nó còn sống không? Chứ ba tuần là nó leo lên bờ nó ở nó lóc không á? À? Là một tuần á. Sao nó ốm vậy chị Ba? Nó ốm là nó bị không có đồ ăn. Rồi vậy với ba cây là lọc nó dọn bờ cái trên chạy xuống trên chạy xuống không à? Cá rô là mùa này đâu mập được. Có mùa mới mưa xuống nha. Mới mưa xuống mà cá đâu mà là cá mập không hả? À? Đi đẻ hả? Ừ nó đi đẻ. Hai con hả? Được chục con không? Thì quên đếm rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bà nói bà thả hai con mà sao dữ vậy? Đó. Giờ chúng mình sẽ Ba nói nướng. Dạ. Lấy xô cá. Đi bắt cá nãy, không biết nãy giờ đi nướng cho giờ mới
ngộ nước trà. Ngồi uống nước trà cái con đó đó, nó không biết chỉ, nó không nấu khỉ khô gì ai mà biết. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy. Dạ. Đây nè, đông gom nè. Có con dao kìa. Giờ chị ba sẽ lùi con cá nướng gom. Mày lấy chanh mày tán xuống cái gì. Kêu lặp lặp nó đâu có biết gì. Lặp đâu biết mặn nó đó. Được không, được không? Rồi ba người ba con đủ rồi. Đã nướng này nướng mọi mà. Lúc lửa trại lên nào. Rồi để đi rửa tay. Bên đây đi. Đi. Bên đây nhà em đi. Thì rửa tay đi. Chị Diệu để ngoài hồi chị bỏ vô, bỏ vô. Chị Diệu đừng để chồng vô lượt vậy chị Diệu. Hồi cho mình để xuống, để xuống. Diệu chính là gì ơi. Chắc không? Chắc luôn. Chín chưa? Chín rồi, giờ là chín rồi đó. Chắc luôn. Ôi gom còn cái lè vàng hè. Nó sạch sạch đi. Để cho nó nhảy vô nó luyện cái hả, để luyện qua cái nó văng nữa. Mày luyện nó văng bụi đen thùi. Nó cũng mày á. Được chưa? Đậm. Khai đeo. Cũng khai đi. Cũng khai mấy con cá này xuất mông. Cá nào cá xuất mông? Nướng nó cháy, nó cháy lên chín. Hết chưa? Còn nữa kìa. Rồi hái gì nữa vậy? Hái lá cách nè. Hái lá cách với gì đọt linh lăng. Nè cái cách nhà. Cái nhà nó vừa. Cái quần muộn. cái quần độc quyền. Quần gì gọn cũng có. Quần này. Quần này cắt bao nhiêu vậy? Này tự cắt quá. Vậy chứ. Để làm bà mổ mà bỏ. Quá trời quần. Quần độc quyền. Chưa từng banh thành con cá rồi. Ăn cá nó không có ruột. Lắp đi với chị ra ha. rượu Diệu ơi, rượu ơi, ta đi vô lấy rượu rồi Diệu. Hello, xin chào quý vị. Sớm vậy em làm cực khổ quá nè. Từ sớm vô em vừa đi bắt rồi, em vừa nướng rồi, em vừa uống nước trà. Bây giờ là mình sẽ chấm với cái món cái nước chấm của chị Diệu làm. Nước chấm thành thanh của chị Diệu.
đâu phải chỉ có Cần Thơ mới có muối hộp ăn đâu thiệt. Trời cay như vậy. Nó chấm thần thánh. Thử chị ba. Ôi. Cá ục dữ vậy. Sao muối hộp ăn nó khác. Có muối hộp ăn nó ngọt hơn muối muối bọt. Em có cái bàn, chị ba để cái bàn được không? Cũng có mà đường nó nhỏ hơn. Cái bàn em đưa qua được, được. Còn cái bàn chị ba nó nhỏ đưa không tới. Mèo đưa trên nè. Ừ, cho nè, cho miếng nè. Ừ. Chấm muối hộp ngọt quá. Mẹ em mới ăn muối hộp không biết cách nữa. Thiệt đó. Ngắm đi quên thôi. Thấy nhớ ăn còn muối hộp nó không. Dữ vậy chứ ba. Cái bình thường. Cái gì nhiên, cắt miếng cái gì. Ủa hả, đi cắt lúa vậy được nhiêu tiền? 80.000. Vậy mà kêu á. Em thấy lúa nó ngã. Nhưng mà nó đi chợ sẵn đi. Thôi đã có kêu vô nhào vô cắt luôn nha hả? Chị đó chị có có bà lãi không? Không, bà mẹ đó. Bà kia. Có bà luôn hả? Mưa khắc lúa bà kia luôn. 15 nhân công hả? Bữa hả 15 người hả? Mười lăm người như tiện. Mà lúa nhả mình mới được cắt chứ lúa đứng là máy cắt hết rồi. Khi lúa đứng mình cắt cũng được. Tại vì máy nó không có không có kêu trước á. Thì nó không có dạng ngày cho mình. Mình có kêu trước chứ. Ai mà khó ngủ ăn linh lăng luôn nha quý vị. Ăn không té gật ra ngủ luôn. Ăn gì? Còn chơi rượu nhà. Rượu nho đó. Cái rượu mà đầu tiên cho uống nó khen ngon đó. Nhìn nhau. Cho con nè. Rượu qua mấy bữa sau nó ăn uống rượu cái gì. Ngu. Chị chạy vô đắng ung. Qua bữa sau mình. Cái lá đó ăn được nữa. Cái lá đó ăn thơm mùi cái trời. Đó cả gì? Thuốc. Cái gì tôi không biết. Tầm đó. Chị đi ăn làm gì không? Làm gì vậy? Được chứ rồi đó, mình đi quân đội mình cũng ăn đi. Béo ngọt thiệt luôn. Nó nhít cái nách luôn. Với cái gì biết không? Cái chén mua nước chấm thần thánh của chị Diệu làm. Cái này mà cá mình ăn ngon, cá kia nướng nó mỡ không à chị Út ơi. Cá nuôi hả? Cá nuôi ăn mỡ không à. Không ngon. Cay quá. Ngon chết. Muốn ớt chị vô làm cay quá. Có nửa cái ớt của người bạn nó đưa nguyên trái. Không tới nửa trái. Chút ớt nhỏ. Chút ớt thôi. Cái ớt cắt bà ba. Chuyện qua bà ba nãy bà giăng lưới á. Ừ. Bắt con cá rô mời được cho bá ha. Ừ. Hai chồng ăn không hết luôn. Ủi ông bé ăn nhiều. Em đi bắt nước cạn hồi ở dưới quê mình á. Làm vô mấy cái mùa ra duyên này nè. Ra Tết này kia tháng 3 đầu á. Tháng 2, tháng 3 đầu là nước sẽ cạn rút xuống á, sát sòng luôn. Là mình mới đi bắt. Còn mùa mưa á là mình
mưa chân là... lưới đặt lờ không chân lưới mưa lần đầu là cá lóc lóc không ý mình cá rô cá rô cá lóc đồ nó ở mấy cái mương mấy cái kinh nữa nó lóc vô nó chảy theo đường nước á mùa nào là bắt cá cũng có gì đó mùa nào cũng có nhưng Trang Thành cảm ơn chị Ba đã cho mình đồng hành nha và mình hẹn với khán giả vào lúc sau bye bye.